Các bạn thân mến, mình lại tiếp tục cái bài tập từ hôm trước của chúng ta. Thế thì ở đây các bạn thấy là ở bài này chúng ta đã vẽ đến cái váy. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đến cái váy bằng cái chân. Trước khi vẽ được cái đấy thì chúng ta sẽ vẽ vào cái phần chân của nó, chân của cái nhân vật này. Thế thì chúng ta sẽ tìm ở cái phần đùi. Đấy, ở đây là phần đùi, chúng ta nhấp vào cái ô này nhá, nhấp ô này. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ vẽ phần đùi thì để cho viền của cái đùi của chúng ta có màu bóng đen kệ nó, thì chúng ta sẽ vẽ từ chỗ này để sau này ta zigging nó dễ. Các bạn không lo nhá, cứ để nó như vậy. Đấy, chúng ta giữ cần chôn để chúng ta uốn nhá. Đấy. Và trong đây thì các bạn chọn cho tôi cái snap, tức là để nó hút dính vào. Đấy, hút dính vào đây, snap đây. Là như cái nam châm ấy. Thế khi mà chúng ta vẽ tiếp thì nó sẽ dính vào. Đấy, chúng ta vẽ tiếp. Giữ cần chôn chúng ta uốn lên nhé. Đấy, thì sau khi các bạn làm quen rồi thì rất là dễ thôi. Và chỗ này tương tự như vậy. Đấy, tôi vẽ nó hơi to, tôi cho nhỏ lại một chút cái đùi đến đây. Đùi đến đây nhá, xong rồi chúng ta sẽ cắt để tô màu. Đấy, đến đây thôi, để chúng ta lắp các bộ phận. Đấy, lắp các bộ phận thì ở trong đây cái đùi này của chúng ta là sẽ bị khuất sau cái váy. Đấy. Rồi đến bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bảng màu color hôm trước để chúng ta cho nó ra. Đấy. Thì cái bảng hôm trước của chúng ta là chúng ta đến cái phần chân của nó đây, chúng ta sẽ lấy một cái màu mỡ, màu da thịt của cái bảng này. Có thể là màu lên màu trắng chút. Thế thì ở đây tôi sẽ điều chỉnh cái màu này cho nó lên hồng một cái ạ. Đấy. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn nó thay thế bạn. Rồi ta chọn màu nó thay thế bạn. Thế sau rồi thì lúc này các bạn sẽ thì các bạn sẽ tắt được cái này ra. Đấy. Thì nó giữ nguyên màu của chúng ta đến đây để cho nó không tạo thành cái ngấn ở dưới đùi chân. Tách ra bỏ đi, chúng ta lập cái đùi. Bây giờ ta vẽ tiếp cái cổ chân sau lát nữa thì tôi sẽ nhân đôi, tôi sẽ thành chân bên kia và tôi lật. Các bạn chú ý nhá. Đấy. Thì chúng ta chọn tiếp, các bạn có thể đặt chữ tắt cho nó để tạo thành cái đùi tốt, đúng không? Quốc kiến thì chúng ta lát chúng ta vẽ sau. Các bạn có thể bỏ qua cái phần đấy thì cũng được. Đó. Ta chỉ cần vẽ cái chân cho nó đẹp thôi. Giày lát nữa chúng ta vẽ sau. Chúng ta vẽ trong Photoshop thì lâu lắm các bạn nhé. Vẽ Photoshop rồi các bạn mình làm bao lâu mới được xong được một nhân vật như vậy thì nó sẽ rất là mệt. Và cái này chúng ta xin lỗi là tôi chưa chọn cái lớp đùi rồi. Bây giờ đến
đùi bây giờ đến chân. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho chân, ta sẽ cho chân. Cái nhân vật nó đẹp, nó chuyển động rất là đẹp, chứ không phải là nó chạy như kiểu trên YouTube nhiều cái hoạt hình chạy nó cứ ngang ngang, mắt thì nó ngửa lên trời. Đó, như vậy thì Trombone là một cái phần mềm chuyên nghiệp và nó sẽ gần với một cái chuyển động tự nhiên hơn. Còn họ làm nửa ra thì ví dụ như cái phim gì nhỉ, Gấu Trúc thì tôi xem người chạy rất buồn cười, chân cứ sạc 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 sạc. Các bạn sẽ vào kênh có Gấu Kêu, kênh đấy là của ai làm ấy thì nó là chuyện ma, chuyện ma, nhưng mà chúng ta thấy là chân như thế thì sẽ xem nó buồn cười lắm. Đến đây tôi xem, đến đây tôi chọn. Tôi chọn lại đến đây. Đây là cột chân này. Các bạn đợi tôi đẹo nhé. Đấy, xong chúng ta sẽ khép cái phần đùi này lại nhé. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ khép cái này lại. Phím phóng to là F2. Các bạn khép cái chỗ này lại. Đấy. Và cái này thì các bạn sẽ sơn nó lại. Sơn nó lại thì chúng ta tìm cái màu lúc nãy của chúng ta. Đây. Sơn lại. Đó. Sau các bạn sẽ dùng công cụ V Select. Tự mở đi con ơi. Ta xóa đi. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái phần chân. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ bàn chân. Bàn chân thì ở đây. Chúng ta chọn lớp bàn chân chúng ta vẽ nhé. Các bạn đợi mình kìa. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái lớp bàn chân. Bàn chân thì chúng ta vẽ cho tôi này. Đấy. Sau đó thì các bạn tô, các bạn tô màu vào. Ở đây thì các bạn tách cái này ra, tách ra thì ta được bàn chân rồi. Bây giờ việc của chúng ta là bây giờ là chúng ta sẽ tạo một cái chân nữa bằng cách như sau. Các bạn thấy là bàn chân là con của chân, sau đó chân thì lại là con của cái đùi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhân đôi cái đùi này lên thành cái đùi thứ hai. Chúng ta chọn duplicate, duplicate, và chúng ta được đùi hai thì chúng ta ấn vào nút này. Đó. Thì chúng ta lập tức được hai chân đối xứng nhau. Các bạn được hai chân đối xứng nhau. Các bạn nhớ là nút này luôn lật nhé. Hai chân đối xứng nhau. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái váy. Vẽ cái váy thì chúng ta sẽ chọn lớp váy. Váy đây. Váy này của chúng ta là bên tận đây. Thì chúng ta sẽ vẽ một cái váy
Sao phải phải to lên. Áo này, rồi bây giờ chúng ta váy. Váy đây thì các bạn nhớ là khi vẽ váy chúng ta nhớ bật cái đèn này đây. Đó. Chúng ta vẽ váy nhé. Váy thì chúng ta sẽ chọn từ cái này xuống. Bạn thông cảm tôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái váy xuống dưới. Chúng ta sẽ vẽ cái váy này xuống dưới tiếp ở cái phần trên. Thế thì ta cho cái váy của chúng ta là một cái váy chìm xuống dưới này. Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ váy phải vẽ to hơn cái chân, bao gồm nó trùm cái chân của chúng ta. Cái váy như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tô nó cho nó màu xanh. Màu xanh. Màu xanh ở đây. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ vẽ lên trên này màu vàng. Đó, chúng ta sẽ được một cái váy hoàn chỉnh. Đây là cái váy. Váy của đứa con gái. Tiếp theo bây giờ chúng ta thấy là chân chúng ta đã vẽ xong. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ sang cái phần tay. Phần tay ta vẽ cũng một bên và ta lật. Ta vẽ từ cái vai trước. Các bạn chú ý nha, vẽ từ cái vai trước. Vẽ cái vai trước thì chúng ta sẽ vẽ như này. Chúng ta đưa vào cái này vào đây. Chúng ta vẽ. Đây là cái chỗ này là chúng ta phải tự để ấy ra nhé. Đó. Sau đó chúng ta tô màu. Sau đó rồi chúng ta sẽ phá đi cái phần này chuyển động. Đó. Chỗ này nhỉ. Bây giờ tôi sẽ vẽ tiếp một phần này. Mất bản thân
Lát chúng ta sẽ vẽ nhiều cái tay, cái bàn tay riêng để nó có thể cụp vào, xẻ ra vân vân. Đấy, chúng ta vẽ đại khái như vậy nhé. Rồi, các bạn tô màu cho cái bàn tay này. Đây là vai, tôi xin lỗi. Đó, tôi lại quên mất. Vai, bây giờ sang cánh tay. Cánh tay thì chúng ta mỗi lần chúng ta chuyển màu thì phần khúc rồi chúng ta xóa này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đưa bàn tay vào cánh tay, vào cánh tay vào vai. Đó. Tâm nhân đôi cái này đây. Tâm nhân đôi này duplicate select layer. Sau đó các bạn lật cho tôi. Rồi chúng ta lại thấy đây, bàn tay ở đây. Đó, chúng ta đút đi tiếp. Lật cái bàn tay này nó sẽ vào lấy cái thế này. Ta lật lại, ta khó thể phá đi. Ta lật lại. Copy sang bên này, không có sáng sang bên này nhé. Lọc rồi, còn bàn tay kia
mà mình muốn vẽ đẹp hơn thì mình vẽ dài nó xuống là mình xoay ngang cũng được. Gọi đây tôi lười nhá, trông nó hơi nhỏ tẹo đúng không? À, hơi nhỏ tẹo, trông nó không cân đối. Vậy thì ta sẽ khóa đi làm lại cái phần này. À, các bạn bây giờ ta thêm vai, ta thêm vai vào đây các bạn, chèn nhớ chèn nút cộng, ta sẽ làm cộng vai cộng tay bàn tay. Ta vẽ theo chiều cái tay này, để vẽ chiều cái tay này thì chúng ta sẽ vẽ cái vai này, nó vẽ từ chỗ này xuống cho đẹp. Hai rồi chúng ta sẽ vẽ tiếp theo là cặp cho mực này vào. Rồi chúng bàn tay. Bàn tay chúng ta đã đó, bây giờ chúng ta đã được một bên rồi, chúng ta lật bên kia. Các bạn nhớ nhé, cái này chúng ta là này, anh cứ lật vai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ rút lịch kết. Chúng ta lật. Và đến vai, như vậy thì bây giờ đã đều hai bên đúng không? Rồi bây giờ chỗ này của các bạn vai thì chúng ta lên sang này chúng ta có thể rồi hai chúng ta giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái mắt. Bây giờ chúng ta sẽ sang
tầm mắt. Đấy, thì chúng ta thấy này, mí mắt lòng trắng, con người thuộc lòng trắng, thuộc lòng trắng và mí mắt. Đấy. Đấy. Bây giờ tôi cũng giúp liên kết lên. Rồi tôi mặt. Đấy. Rồi các bạn nhìn thấy là lòng trắng là thuộc lòng trắng. Con người thuộc lòng trắng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ lông mày. Rồi, chúng ta sẽ có làn điện. Đó, con lông mày. Mũi rồi. Đó, ta thay cái hình lông mày nhé. Khi chúng ta vẽ xong lông mày thì chúng ta mới dịch in được đó, các lớp, à, tất cả các bạn này, nhìn vào à, lấy phần lông mày là màu đen. Bây giờ chúng ta lật cho cái lông mày này, giúp liên kết lông mày này lên làm đôi. Sau đó các bạn lật. Đấy. Thì lông mày của chúng ta mới đây. Rồi bây giờ đã hoàn chỉnh toàn bộ một cái con nhân vật. Bây giờ chúng ta sẽ làm một việc như sau. Ta tắt cái lớp này dưới. Và đây là toàn bộ và còn phần body của nó. Body thì tôi chưa vẽ, bây giờ chúng ta sẽ lại lật cái con body này lên. Ta vẽ là chưa có body đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thêm một lớp gọi là lớp body. Chúng ta ghi là body. Trong body thì các bạn vẽ tiếp cái cổ. À, vẽ tiếp cái cổ. Phần body của chúng ta vẽ lên đây. Sau đó thì các bạn cứ để như thế, các bạn vẽ lồng vào trong. Các bạn để lớp ở bên trong cái váy nha. Đó. Dưới lớp body của chúng ta là
xong bây giờ chúng ta tô màu vào trong body. Và ta chỉnh sửa các vị trí. Ta sẽ xóa đi những cái phần thừa. Xóa đi các phần thừa. Ví dụ như cái phần đen như này. Ta xóa cái này đi. Đó. Rồi. Phần đây. Đây là kết nối giữa vai. Trong này thì ta xóa đi cái phần kia. Xóa đi gặp thậm chí là xóa đi cả cái này. Xóa hết đi cái phần này được. Để chỉ phần cái cổ thì nó ranh giới giữa cái cằm và cái cổ chúng ta để. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó chuyển động. Rồi, ta cái phần body này nha, ta sẽ để nó lớp dưới. Còn chỗ này các bạn, bắt này đi. Và ta sang phần camera. Đấy, thì chúng ta sẽ cho như này. Váy của chúng ta đó. Rồi. Đấy, chúng ta cho lên lớp trên nhé. Chúng ta cho Z này của nó là 0.002. Thì cái váy của chúng ta đã lên trên. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là dễ đúng không? Rồi, phần đầu. Đầu chúng ta mí mắt của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là con này đã lên. Chúng ta nhìn thấy con này đã lên. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp phần đầu. Đầu nhé. Rồi, bây giờ việc tiếp theo là chúng ta rigging. Ngon rồi đấy các bạn. Ta sẽ xóa nốt cái con đi học cẩn thận nhé. Ta sẽ vào cái hai cái phần vai này. Chúng ta sẽ xóa cái phần này đi. Đây. Tương tự như thế thì chúng ta sang phần vai 2. Chúng ta xóa tiếp cái này đi. Chúng ta nhìn thấy là bây giờ nó đã ổn rồi. Phần vai thì phần dưới chúng ta tiêu vào nhẹ thôi con. Rồi, chúng ta sẽ qua chỗ này, chúng ta xóa cái phần này đi. Nhóm cái vai này lại thành một nhóm. Rồi,
bạn nhóm lại nhé. Cái phần này các bạn nên nhóm nó lại đấy. Rồi cái phần tay nữa sao hội. Chúng ta sẽ ăn gút ra các bạn thấy là bây giờ nó đã hoàn thiện một cái con mannequin. Bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh nó, đúng không? Điều chỉnh nó cho nó chuẩn. À, cái mí mà lông mày chúng ta sẽ cho lên. Đủ lông đủ cánh đúng không? Rồi các bạn thấy là bây giờ là lông mày đã được hiện lên. Và một việc nữa là việc ta di zigging cái con này thì cho nó có thể chuyển động được. Đấy. Đây là cái bài này. Tôi sẽ cắt nhỏ clip để làm hai cái video. Một cái video bây giờ là tôi sẽ zigging là phần cuối, còn đây là tôi đã dạy vẽ xong được một cái nhân vật phụ nữ. Thì chúng ta sẽ xem và để ý tiếp nhé.